lò xo. Con này nó hổn ghê luôn á nha. Đấy. Quay ra ngoài. Ê. Anh chó Ngọc. Anh là chó cưng em hả? Anh là thú cưng em hả Ngọc? Thưa quý vị, chúng ta đang quay lại với chương trình 7 nụ cười sương. Trò chơi này chúng ta là gọi là trò chơi phụ để tìm ở đội thua sau đó bị hình phạt. Em không phục. Tại sao? Tại hồi nãy bé Ngân nó đã gỡ một trái bóng của em, chứ đáng lẽ em vẫn còn một trái để đấu với anh Vinh. Đâu có, tại vì mọi người gỡ anh Vinh hết, còn có một trái thôi. Nên chị dạ hai trái là không công bằng, em phải lấy ra với một trái. Ai ngờ chị đặt phục. Đừng trách, tại vì mình già mình dở chịu em ơi. Bây giờ hãy chọn đối thủ, sẽ có từng cặp thi đấu với nhau. Em chọn Ngọc, em chọn Ngọc, em chọn Ngọc, Ngọc, anh chọn em Ngọc. Ngọc, em chọn Linh Dương là Ngọc. Em chọn Ngọc. Rồi ba ba đủ rồi, đều rồi đó, bye bye mọi người. Ngọc về đây. Dạ, rồi đây. Dạ. Có Ngọc thì trời vẫn đông, Ngọc đi lấy chồng thì trời vẫn vui. Hy vọng đừng ra là kỳ lắm. Không, lát bị phạt phải ra. Dạ. Giờ không cần chơi mà phạt ra. Đúng. Rồi, đây. Dạ, dạ chọn ai? Em chọn Thiên Ngân, em chọn Thiên Ngân. Vô. Trò chơi phụ đề vô cùng đơn giản. Sau khi có hiệu lệnh ăn, chúng ta sẽ bỏ vào nhai ngấu nghiến. Đội nào có biểu cảm trước đội đó thua. Chúng tôi quy định chúng ta hãy nhai một cách chân thật, ví dụ như vậy. Nhưng miên chạy đó. Mình ví dụ mình phải nó thực tế chứ. Mặt cười cũng thua, mà chua cũng thua, nói chung biểu cảm là thua. Chuẩn bị. Ba hai một ăn. Dịu quá Ngân à. Rồi, không sao. Không cười em. Rồi, lướt. Chị dạ. Lướt. Chị dạ, cái miệng đẹp quá. Cái miệng giống quá. Đâu dạ, bình thường mà. Có bé Ngân kìa, ăn nhiều quá kìa. Chó có la ngào tém giùm kìa. Đúng là chị em. Hay quá. Không. Hết. Quê. Cặp tiếp theo. Em dây. Em với Ninh Duy Ngọc. Em thích đấu Ngọc 4 miếng. Được thì chơi, không được thì lưu cho người khác chơi. Rồi, đừng giận. Bên tôi là lui đi em. Bên tôi là đội mạnh. 4 gà miếng chiến, 5 miếng chơi, 6 miếng chơi, chia đôi. Không, chị đôi luôn hết. Cẩn quá, cẩn tim. Chúng tôi lưu ý, ba tổ chức hết tranh. Nhưng mà ý là Lâm đó, là dòng này là đây là quyết định luôn. Cân tim một người nữa. Cân tim một người một nữa. Rồi. Ăn từng lát một. Không, ăn một họng. Không. Không thì lui. Lui, thua. Không thua. Không thua thì chơi. Chơi. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới gặp nè. Đợi có một đứa ép, một đứa đau bao tử. Ở đây hiện tại còn 12 miếng, có nghĩa là người 6 miếng. Nè, trời ơi, nó vừa cắn cho một cái, nó nhăn mặt, tao quánh nó liền luôn nè. Ủa sao miếng em nó tròn cho vậy? Miếng này có bé vậy? Miếng nó vỏ nhiều, đắng. Đúng rồi, cái gì cũng có cái kho nữa. 6 miếng. Trời ơi, đây giống ăn... Rồi, chuẩn bị, hamburger. Chuẩn bị nha. Khán giả hãy công tâm nha. Em xin lỗi, cho em làm lại, em hối hận. Vì đây là lượt cuối, cho nên chúng ta sẽ chấm dựa theo tiêu chí. Đầu tiên, đội nào biểu cảm trước là thua. Thứ hai là ăn nhanh nhất có thể. Thứ ba, nhiễu nhão nhiều là thua. Nếu em mà lỡ có chuyện gì, hãy chở em đi xúc ruột đi. Anh tài xế đậu ngoài kia chờ sẵn. Chuẩn có bị sẵn tài xế, em. Có chuối cho em luôn. Chuối. Chuối chi? Dặn bụng. Dặn bụng. Không vô nổi đâu. Chơi. Chơi. Dở lâu lắm. Ghê thiệt. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới thấy một cặp kỳ phùng địch thủ. Đàn hai đúng tiếng Anh. Thấy dàng chưa? Thấy dàng chưa? Chơi. Nó nói chơi mà mặt nó mát tới kìa. Ba. Khoan, em chua từ từ. Ba. Từ từ. Hai.
Một. A. A. Anh Dương Lâm lọt tô. Chị Lâm Phong nó thấy rồi kìa. Ai cho? Chưa Lâm lọt tô. Người ta cãi không có chịu đâu. Rồi môi của nó kìa, môi đó kìa. Anh qua nhìn, anh Vinh qua nhìn, qua nhìn kìa, qua nhìn kìa. Anh Vinh nhớ. Nhìn cái gì, nhìn người ta kìa em. Trời ơi, mày khóc à? Mày khóc cho quên đi những chụp hình à? Đúng rồi. Mạnh mẽ lắm em. Cố lên em Vinh. Hãy nhìn cái môi đó đi. Môi đụng môi. Hãy nhìn em này Vinh. Hãy nhìn em này Vinh. Em, anh chỉ cần mỗi em mà thôi. Có chi đâu xa xôi. Muốn em hôn lên môi. Em. Né cái đi. Dạ. Nhìn dạ kìa. Thôi ăn hết rồi. Hai giờ Lâm ăn hết rồi. Lâm ăn đã ăn hết rồi. Biểu cảm gương mặt mà. Tao gọi Lâm ăn hết là Lâm thắng mà. Đâu có ai nói ăn hết đâu. Mày cứ kêu là người nào ăn hết được trước mới vừa giao. Nhưng mà phải ăn hết. Nhưng mà phải ăn hết. Thắng rồi đâu cần ăn. Nhưng mà rồi. Như vậy là Lê Dương với Lâm là bị gì cái bệnh hay cười. Thắng người ta rồi đi cười chi. Nhai một phút nữa là đã thành công rồi tự nhiên. Rồi thua luôn. Ức quá xỉu rồi. Và bây giờ là hình phạt của chương trình. Xin mời. ST muốn phạt ai trước? Anh lớn để anh phạt trước đi. Ờ, phạt tiếng Luật trước đúng không? Ừ. Chọn đi. Anh đi trước cho em. Cái miệng anh Luật vừa vừa thì lấy cái vừa vừa. Rồi. Càng dài càng tốt. Trời ơi. Đây. Cái gì đen thui vậy? Mì Hàn Quốc. Rồi, ăn nào. Bạn ơi, một lần một dĩa hả bạn? Đang hóc lắm. Đó. Rồi. Ừ, hên quá. Mà nó không cho ăn bình thường nữa nha. Lên. Trời ơi. Lát cái về gọi râu luôn. Rồi, thành công. Người thứ hai. Em. Cái nào? Hãy giúp đỡ anh Dương Lâm phòng này. Dương Lâm. Em muốn phạt anh Dương Lâm. Đi lại đây. Con gái nhỏ bé mà anh hành hạ nó nguyên suốt một chương trình. Chết ghê. Thưa quý vị, tôi biết là Ngọc sẽ chọn cái nào. Bởi vì Lâm là có cái sai miệng rất là ok. Thôi rồi. Nào mới thật đó. Anh Dương Lâm Đồng Nai sẽ chinh phục ước mơ để mình. Anh có thể làm tơi mì ra cho em được không? Lâm, hồi nãy anh ăn cái kia một chút xíu thôi mà anh mắc ói á. Hồi nãy em ăn cái chanh vô. Rồi xong, rung tay. Trời ơi, con bé này rất là hay. Biết trên đầu có cái lẩu bỏ mì vô trụng liền đó. Rồi xong. Không, rung tay. Cho lại đi, cho lại đi. Không, em đã đổ trên đầu anh rồi em. Cái đầu anh phải cái sọt rác công cộng nha. Không phải. Mà cái gì em cũng đổ lên. À đây. Anh Dương Lâm Đồng Nai sẽ ăn mì ước mơ đời mình. Ủa xem đổ đầu anh Dương Ngọc. Đâu, tự nhiên. Rung, nó rung. Em đang nói chuyện bị rung tay. Rồi, nó rung á. Nó rung mà có phần cố ý nữa. Rung mà rung trên đầu trên cổ người ta. Nè, cái miệng đây trong cái miệng mà dưới đây hết á. Cái miệng nằm ở dưới đây. Đút trúng miệng với anh. Đút trúng miệng với anh. Từ má. Ngọc ơi. Ê, đứng yên. Anh không thấy hả? Đến hả hồng rồi em làm. Ê. Từ đó chồng em cười là cái kẻ nó rung quá. Trúng cái mũi, không có mũi ăn mì hết á. Nè. Em đừng có cười. Con này nó hổn ghê luôn á nha. Đấy. Quay ra ngoài. Ê. Thành chó Ngọc.
Anh là anh chó cưng em hả? Anh là thú cưng em hả Ngọc? Bạn mà anh phải chịu chứ, đi qua bên kia. Từ từ. Nè. Quay ra ngoài, quay ra ngoài. Kéo lên, kéo lên trên. Chết, chết rồi đâu. Chết rồi đâu. Đây, còn dĩa cuối cùng. Đây, ai? Anh đi, anh cho anh trả lời. Làm bây giờ, mối tình định mệnh. Lạnh lẽo mà còn chua nữa. Thôi đó, cái... Nó hỉ ra dạ. Cục mì luôn. Dạ vô ăn mì. Mày cũng có ngày hôm nay nè gà chiến. Cái tay bóp bóng đó em đã thắng rồi đó cưng. Anh từ từ anh. Sao mà đừng có nhấp kiểu đó con. Nhấp kiểu đó con giả nó không ăn được. Ăn đi dạ. Nó bị run á. Mì xào nấm. Ăn mì xào nấm không? Đồng đội bị thua mà okay. Thôi đi ra đi. Từ ngày đó có cái lẩu để trên đầu là thua luôn tới giờ luôn. Thưa quý vị, ngày nay chúng tôi mục đích là mang tới cho quý vị nhiều tiếng cười. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình 7 nụ cười xuân, chương trình do đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau với chương trình 7 nụ cười. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.